Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì tối nay thì mình sẽ quay đêm hội chợ tại thành phố Tây Bình các bạn nhé. Lúc buổi chiều thì mình đã quay cho các bạn không khí hội chợ buổi chiều rồi. Tối nay thì mình sẽ quay không khí hội chợ và tối nay thì sẽ diễn ca nhạc các bạn nhé. Hội chợ thì được tổ chức tại đền thờ Bắc Hồ các bạn ơi. Tối đến đèn đây rất là sáng. Trời lạnh nhưng mà những du khách đến đây tham quan mua sắm hỗ trợ rất là đông. Buổi tối thì đông hơn ban ngày rất là nhiều bạn nhé. Những gian hàng hỗ trợ thì buổi chiều thì mình đã quay cho bạn xem rồi. Tối nay thì mình sẽ quay không khí ca nhạc cho bạn xem.
MC, please!
chưa nắng đúng không ạ? Hôm nay hơi lạnh. Thế thì bài này thì không có kịp đâu nhá. Để cái mô đôi nhá. Tao hơi run, chết gió. Hết trời đường dòng bá lai, chân trời toàn đang ngồi cứ từng giây từng phút cho tâm một ngày thay. Bây giờ mới gặp mono mới nhìn thấy ở ngoài cái đông dã man luôn đấy. Hello mọi người. Mọi người có lạnh không? Có lạnh không ạ? À? Không lạnh à? Có muốn cháy cùng mono nữa không? Có nhưng mà có muốn cháy cùng mono nữa không ạ? À? Mua đâu chưa nghe cái gì cả? Nữa không mọi người ơi? Ngỡ là trái tim cô cao nay sẽ tươi được. Nhưng tất cả đáng khi biết là thì để nó thử cái này nhá. Ngỡ là trái tim cô gái nào sẽ tôi buồn đau. Nhưng thật cay đắng khi biết là nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây mà chờ. Mưa rơi bao tôi trong quan tâm đến anh. Kẻ si tình nay cho nó phía sau thầm nhớ mong em về đêm. Một nơi về cả thế giới đánh đuôi vũ cháy lên ngó lời. Cùng lên mẹ và thiếu bất cứ gì that's what I feel. Đứng mẹ đây xem nhờ ông anh này cái màn hình này thì đẹp. Waiting for you. Thật sự là mono không muốn về. Dù không muốn về mono rất là bất ngờ với cái năng lượng cháy bỏng của thái bình của mình luôn á. Mono đã hy vọng và đã mong ước rằng là không biết là đến bao giờ mình mới được về quê hương của mình để hát cho tất cả mọi người nghe. Thì ngày hôm nay mono không nghĩ là cái ngày nó đến sớm như thế. Mô cảm thấy bản thân của mình rất là may mắn và rất là tự hào cùng với mọi người rất nhiều. Mình đã ở đây cũng nghe ca khúc của mono, đang nghe mono hát và đã cháy hết mình cùng với mono. Hy vọng rằng là mình còn quay về và tìm thấy nhau nhiều hơn nữa. Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn tràn đầy năng lượng. Yêu thương thật nhiều, cười thật nhiều lên nhá. Vì sao? Vì mọi người rất xinh. Yeah, một lần nữa Thái Bình ơi, make some noise for Mono. Đó, cảm ơn Mono rất nhiều và chắc chắn rằng là trong tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại nhau rất nhiều lần nữa. Mọi người ơi, có một cái này nữa này. Yeah.
Rồi, cảm ơn Mono rất nhiều. Quá trời vào. Một trăm tay nữa cho niềm tự hào của Thái Bình. Cảm ơn Mono, cảm ơn sự nồng nhiệt của khán giả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng ta sẽ còn nhiều quà hơn nữa cho buổi tối ngày hôm nay. 다음 무대도 기대 많이 하고 있나요? 와라 산상 정말 신경 안 줘. Are you ready? 목 nam thần của Vinpearl. Một người với giọng hát làm say mê tất cả chúng ta. 내려섰긴 펄스는 여러분에게 아름다운 밤을 선사할 겁니다. Một người đẹp trai suốt bao nhiêu năm tháng qua. 미남 가수입니다. Và cái tên mà chúng tôi muốn nhắc tới 누구일까요? Và sẽ xuất hiện ở trên sân khấu này. Và sẽ cháy cùng Thái Bình. Là tay chân đâu hết rồi. Ngay bây giờ em cũng chào đón ra sân khấu Nụ Phương Thị.
tràng vỗ tay cho đội AC ạ. Thank you dancer và một tràng vỗ tay cho Thái Bình Dương đây ạ. Cảm ơn vì Thái Bình đã đón nô trong những tình yêu thương như thế này. Tuyệt vời ạ. Và thời tiết hôm nay vô cùng là tuyệt vời phải không mọi người? Lúc này nô rất là hạnh phúc khi được đứng giữa những tình yêu thương của tất cả mọi người. Có thể xuống gần hơn với mọi người không ạ? Và cuộc gặp gỡ này như là một lời định mệnh phải không ạ? Nô lúc này rất là muốn hát ca khúc của nhạc sĩ Isaac Thái được mang tên Định Mệnh. Nhưng mà với một lượng khán giả đông như thế này thì không biết có hòa nhịp cùng hát chung với nhau được không ạ? Thái Bình ơi! Cho nó cũng biết bài Định Mệnh đi ạ. Còn bây giờ sẽ là thương em là điều anh không thể ngờ. Thank you Thái Bình, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và xin cảm ơn ban tổ chức đêm nay nhá. Mọi người vô cùng là tuyệt vời. Xin cảm ơn, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nhá. Bây giờ sẽ là thời gian cho DJ. Lớn nhá. Một tràng vỗ tay nữa cho Đông Phương Thịnh được không ạ? Cảm ơn sự xuất hiện của anh. Sự xuất hiện quá tuyệt vời. Và Thái Bình ơi, yêu Đông Phương Thịnh không? Cảm ơn anh, hy vọng là chúng ta sẽ được gặp nhau thật nhiều những sự kiện tại Thái Bình. Và vừa rồi, mọi người thấy hai cực phẩm nhạc Việt của chúng ta xuất hiện trên sân khấu này như thế nào ạ? Tuyệt vời không ạ? 춤추는 멋진 무대를 선보인 분들에 감사드립니다. 여러분이 기분이 어떠세요? và các bạn còn nhớ lời hứa với chúng tôi từ đầu chương trình không ạ? Rằng là hôm nay chúng ta sẽ chơi đến hết gì ạ? Hết đêm đúng không ạ? Vừa rồi thì Mono rồi, anh Đu Phương Thịnh rồi. Và tiếp theo sau đây chắc chắn sẽ là một thứ âm nhạc vô cùng mê hoặc sẽ đem đến với Thái Bình Hồng Cam Bình để chúng ta có một buổi tối thật sự tuyệt vời. Và bây giờ thì sẽ là sự xuất hiện của những DJ tài năng đến từ Hàn Quốc. Và xin giới thiệu đó chính là DJ Chotty Sang và DJ Suvin. Và giới thiệu với các bạn thêm một chút đó là DJ Suvin là một cô gái đến từ nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc Dansabet. Và chúng ta hãy cùng ủng hộ cho hai DJ ạ. 여러분은 흥겨울 리듬의 세계로 인도한 DJ 38선과 대한민국 애컬 그룹 달사벳 준신 DJ 수빈 환영해 주세요. 허이우냐 mọi người. Đến bây giờ mọi người mệt chưa? Thật sự là chưa mệt đúng không? Lại xích tay chân đâu hết rồi ạ. Ok, giữ nguyên năng lượng này và cùng mọi người cùng ơi chơi hết đêm nhá. Kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Yeah, và bây giờ thì sẽ là những DJ tài năng của chúng ta. Và ngày hôm nay sẽ có rất nhiều đồ uống ngon. Hãy nhớ thưởng thức với chúng tôi và cháy hết mình đêm nay. Chúc các bạn một buổi tối thật tuyệt vời. Cảm ơn Thái Bình. Something special.
xin chào. You know me? Cảm ơn. Tiếp chạy. Xin chào. From now on, I will sing my song. Are you ready? Okay. First song is Taisha Bet song. That was my girl group name. And remember that this song is... Make some noise. This song is... Put your hands in the air.
Thank you.